Xin kính chào quý bà con, thưa quý bà con. Giám đốc Thái cập nhật ngày 25 tháng 5 2024. Giám đốc đi ngang. Tại khu vực Tiền Giang hiện tại mức nhất 11, mức nhì là 6.000, mức ba là 3.000 và mức chợ 2.000. Giá mua xô 4 tới 5.000. Đồng Tháp, An Giang và Long An mức nhất 10.000, mức nhì 5.000, mức ba 2.000, mức chợ 2.000. Giá mua xô từ 3 tới 4.000. Ở khu vực Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng, Kiên Giang cũng như là ở Vĩnh Long, Trà Vinh, mít nhất giá 9.000, mít nhì 4.000, mít 3 và mít chợ 2.000, giá mua xô là 3.000 đồng. Đồng Nai, Bà Rịa, Vũng Tàu, Bình Thuận mít nhất 5.000, mít nhì 3.000 và mít chợ 2. Tây Ninh, Bình Phước, Bình Dương mít nhất 7, mít nhì 4 và mít chợ 2. Tây Nguyên mít nhất 5.000, mít nhì 3.000 và mít chợ 2.000. Cảm ơn cửa hàng điện máy Phúc Anh, phúcanhstore.com đã luôn đồng hành và hỗ trợ cho kênh Nhà Nông Miền Tây để có thể mang đến nhiều thông tin hơn cho bà con nông dân. Phúc Anh Store chuyên cung cấp các mặt hàng điện máy, điện gia dụng chính hãng.